Phá hủy Satan, chương 7, ma quỷ là gì? Ma quỷ là một dạng linh. Chúng có ước muốn mãnh liệt được sống trong một thân thể để có thể thực hiện ý muốn của chúng. Khi ấy linh ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô cằn tìm chỗ nghỉ nhưng không tìm được. Rồi nó nói, ta sẽ trở về nhà ta nơi ta vừa ra khỏi. Khi về đến, thấy nhà trống, quét dọn sạch, sắp đặt ngăn nắp, nó liền đi và đem về 7 quỷ khác dữ hơn cùng vào ở đó. Như vậy, tình trạng sau của người ấy còn tệ hại hơn trước. Thế hệ gian ác này cũng sẽ như vậy. Matthew 12 câu 43-45. Đoạn kinh thánh này cho thấy một cách rõ ràng rằng ma quỷ coi thân thể một người như là nhà, nơi chúng mong muốn nắm quyền sở hữu. Chúng ta cũng tìm ra rằng ma quỷ không chỉ giam mình trong thân thể con người, nhưng cũng sống trong thân xác động vật. Như chúng ta đọc câu chuyện về người bị quỷ ám trong sách Phúc Âm Mát, chúng ta thấy rằng ma quỷ di chuyển từ thân thể người sang bầy heo. Bấy giờ có một đàn heo rất đông đang ăn trên sườn đồi. Các uế linh van nài, xin Ngài cho chúng tôi nhập vào đàn heo kia. Đức Chúa Giêsu cho phép các uế linh ra khỏi người ấy và nhập vào đàn heo. Cả đàn khoảng 2.000 con từ truyền dốc lao xuống biển chết chìm trong đó. Mát 5 câu 11-13. Nhìn thấy ma quỷ. Trong linh tôi đã nhìn thấy ma quỷ trong nhiều dịp. Có một lần tôi nhìn thấy ma quỷ bằng mắt thường. Điều này xảy ra khi tôi đang cầu nguyện cùng một linh mục anh giáo và vị này ngã xuống bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy có ai đó đứng sau ông. Người này cao khoảng 2m4 với khuôn mặt tròn trắng và mặc áo choàng đen dang ra kiểu hình tam giác với một chút vẹt ở dưới đất. Tôi đã ra lệnh cho thể linh này phải ra khỏi tòa nhà nhân danh Chúa Giêsu Christ. Ma quỷ bắt đầu bước xuống lối đi nhà thờ và tôi theo nó cho đến khi ra tới cửa của tòa nhà. Dù cánh cửa đã được đóng lại nhưng nó biến mất đơn giản xuyên qua cửa. Tôi nói với vị linh mục sau đó và hỏi ông rằng tại sao nó ở đó. Ông nhớ ra rằng vào chiều thứ tư lúc 5 giờ, ông tổ chức lễ tiệc thánh trong nhà thờ và một người phụ nữ nghiện rượu đến tham dự buổi lễ trên đường về khách sạn. Đức Thánh Linh dường như chỉ ra rằng con quỷ đặc biệt theo người phụ nữ này và nó ở lại nhà thờ cho đến khi bị phát hiện. Những linh bám theo con người. Khi tôi cầu nguyện cùng mọi người, tôi thường nhìn thấy trong tâm linh có những dạng linh bám lấy người ta. Ví dụ, nếu một người chịu đựng đau đầu dai dẳng, tôi thường thấy hình dạng mũi tên cắm vào sau gáy họ. Một lần nữa, trong nhiều dịp khác nhau của chức vụ giải cứu, tôi nhìn thấy những tà linh ở trong những dạng như cá, rắn đã ra khỏi người ta. Tôi thường thấy chúng ra khỏi qua miệng người ta, đầu ra trước, sau đó bụng và cuối cùng là đuôi. Khi tôi ra lệnh cho ma quỷ phải đi, cuối cùng nó phải ra khỏi chủ nhà. Người đó lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, hoàn toàn được giải phóng khỏi thế lực áp chế. Đôi khi tôi thấy dạng linh đứng đằng sau người mà tôi cầu nguyện. Nó có thể là một linh đen tối hoặc một lực lượng di truyền bám theo người đó từ cha ông. Thường thì những dạng linh này bám vào cột sống hoặc bả vai hoặc một phần của thân thể. Khi Đức Thánh Linh phán với tôi điều này, tôi hỏi người đó một số thông tin. Họ thường nói với tôi rằng họ bị đau ở một phần nào đó trên cơ thể. Đức Thánh Linh đấng giúp đỡ. Nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, trong chức vụ tôi nhận ra rằng Ngài chỉ dẫn tôi rất rõ ràng cách nhận biết những phần trên thân thể người mà tôi cần cầu nguyện. Thường các dạng linh bám vào một phần của thân thể người ta. Trong trường hợp bệnh tật, có một số linh có nhiều dạng và kích cỡ khác nhau. Khi tôi nắm lấy uy quyền nhân danh Chúa Giêsu đấng Messi và ra lệnh cho tà linh phải đi, ngay sau đó người ta cảm thấy được giải phóng cùng quyền năng chữa lành của Đức Thánh Linh.
Nếu tôi cầu nguyện cho phụ nữ, tôi sẽ yêu cầu người này tự đặt tay mình lên thân thể phần chịu ảnh hưởng. Sau đó tôi đặt tay trên tay người đó và ra lệnh cho tà linh rời đi. Dù là đàn ông, phụ nữ hay trẻ em, vì đặt tay trên phần cơ thể chịu ảnh hưởng là cần thiết và ra lệnh cho linh đó phải rời đi. Dập tắt Đức Thánh Linh. Chúng ta nên biết một cách rõ ràng rằng trong nhiều trường hợp có những dạng linh sẽ dập tắt Đức Thánh Linh. Đôi khi chúng xuất hiện như những dạng linh vô tính, linh huyền bí. Nếu người đó không ăn năn và dứt khoát từ bỏ những thế lực linh này thì sự sức dầu của Đức Thánh Linh sẽ không đổ xuống người đó. Điều này đã xảy ra trong chức vụ của Đức Chúa Giêsu người Nazareth. Đức Thánh Linh đã bị dập tắt và người ta không nhận được sự chữa lành. Chúng ta cần nhận thức về việc này khi đuổi quỷ. Mạng lệnh của Chúa Giêsu. Điều đáng chú ý rằng Chúa Giêsu không chỉ sai phái môn đồ đi giảng phúc âm mà còn truyền họ phải đuổi quỷ. Chúng ta tìm thấy đoạn trích dẫn này. Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các uế linh và chữa lành mọi bệnh tật yếu đau. Đây là tên 12 sứ đồ, trước nhất là Simon cũng gọi là Phi-e-rơ và Andre em người, Gia-cơ con của Cê-bê-đê và Giăng em người, Philip và Ba-thê-lê-mi, Thô-ma và Ma-thi-ơ người thu thuế, Gia-cơ con của A-phê và Tha-đê Simon người thuộc nhóm Cananean và Judas Iscariot kẻ phản ngài. Chúa Giêsu sai 12 sứ đồ đi và dặn rằng đừng đi vào vùng dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari, nhưng tốt hơn hãy đến với những con chiên lạc của nhà Israel. Khi đi đường hãy rao giảng rằng vương quốc thiên đàng đã đến gần, hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phun hổi và đuổi quỷ. Các con đã nhận không thì hãy cho không. Ma-thi-ơ 10 câu 1 đến câu 8. Một lần nữa, 70 môn đồ vui mừng trở về thưa rằng: Lạy Chúa, trong danh Chúa các quỷ phải chịu khuất phục chúng con. Luca 10 câu 17. Cũng như vậy, Ngài lập 12 người gọi là sứ đồ để ở với Ngài, sai họ đi truyền giảng và ban cho thẩm quyền đuổi quỷ. Mark 3 câu 14, 15. Cũng vậy nữa, vậy các sứ đồ ra đi rao giảng rằng mọi người phải ăn năn. Họ đã đuổi nhiều quỷ, sức dầu và chữa lành nhiều người bệnh. Mark 6 câu 12, 13. Một lần nữa, Ngài phán với họ: Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp têm sẽ được cứu, những ai không tin sẽ bị kết tội. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo: họ sẽ nhân danh ta đuổi quỷ, sẽ nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhầm chất độc cũng không bị hại. Họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Mark 16 câu 15-18. Thiên sứ hay quỷ sứ? Ma quỷ có thể dễ bị phát hiện giả dạng thiên sứ, vì thiên sứ thường có cánh. Khi tôi đang dâng lời cầu nguyện thì Gabriel, người mà tôi đã nhìn thấy trong khải tượng đầu tiên, bay nhanh đến bên tôi vào giờ sinh tế buổi chiều. Vào giờ dâng sinh tế buổi chiều, Daniel 9 câu 21, ma quỷ thì không có cánh. Khi uế linh ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô cằn tìm chỗ nghỉ nhưng không tìm được. Ma-thi-ơ 12 câu 43. Qua những câu kinh thánh trên, chúng ta thấy rằng thiên sứ thì có một thân thể riêng. Như chúng ta đã đề cập đến, ma quỷ mong muốn cư ngụ trong một thân thể. Nguồn gốc của ma quỷ. Có rất nhiều sự giải thích về nguồn gốc của ma quỷ. Một số cho rằng chúng là thiên sứ sa ngã theo Satan phản loạn. Một số khác cho rằng là kết quả của việc giao thiệp giữa con cái của Đức Chúa Trời với con gái của loài người. Giữa các con trai của Đức Chúa Trời với con gái của loài người, theo đề cập trong Sáng Thế Ký 6. Cho dù thế nào, chúng ta
cần nhận biết rằng ma quỷ được sai phái dưới quyền của Satan. Hắn ra lệnh cho các thế lực cấp dưới theo thứ bậc cá nhân rồi truyền lệnh. Satan là chúa của chúng và chúng đời đời phản loạn chống lại Đức Chúa Trời. Sự liên hệ lớn nhất giữa chúng với nhau là linh sợ hãi và cai trị. Chúng dưới quyền cai trị của Satan theo thứ bậc thẩm quyền và Satan cai trị chúng qua sự sợ hãi. Một chú thích thú vị mà Kinh Thánh mô tả Satan là Beelzebul hoặc chúa của các loài ruồi. Có lần tôi nhìn thấy những linh này như những con ruồi bu vào gáy của người ta. Khi tôi truyền lệnh cho nó phải đi nhân danh Chúa Giêsu Đấng Messi, chúng đi khỏi người đó. Ngay lập tức, người đó cảm thấy tự do khỏi sự áp bức. Thông thường, người ta sẽ chú ý đến việc họ cảm thấy nhẹ nhõm thế nào sau khi được giải cứu. Nhớ không thôi lời Chúa dấu trong lòng tôi, khắc trong tâm lời thánh lạ lùng. Chúa yêu thương Ngài đến dẫn đưa đời tôi, nắm trong tay niềm tin không phai. Tôi sẽ giữ lời Chúa cùng vâng theo, tôi sẽ giữ lời Chúa suốt đời tôi. Tôi sẽ giữ lời Chúa là yêu thương, tôi sẽ giữ lời Chúa suốt đời. Nhớ không thôi lời Chúa dấu trong lòng tôi, khắc trong tâm lời thánh lạ lùng. Chúa yêu thương Ngài đến dẫn đưa đời tôi, nắm trong tay niềm tin không phai. Tôi sẽ giữ lời Chúa cùng vâng theo, tôi sẽ giữ lời Chúa suốt đời tôi. Tôi sẽ giữ lời Chúa là yêu thương, tôi sẽ giữ lời Chúa suốt đời. Nhớ không thôi lời Chúa dấu trong lòng tôi, khắc trong tâm lời thánh lạ lùng. Chúa yêu thương Ngài đến dẫn đưa đời tôi, nắm trong tay niềm tin không phai. Tôi sẽ giữ lời Chúa cùng vâng theo, tôi sẽ giữ lời Chúa suốt đời tôi. Tôi sẽ giữ lời Chúa là yêu thương, tôi sẽ giữ lời Chúa suốt đời.